Dạ xin chào cả nhà. Sáng nay đi trên đường Quang Trung, đây Gò Vấp ha. Thì thấy cái xe bánh bèo, bánh đúc, bánh bột lạc, ba loại bánh. Thôi cho anh ăn ở đây luôn nha. Thì thấy ngon quá cho nên là vô ăn để chia sẻ với mọi người. Cái chị chủ quán này cũng mới mở ra, mới dọn ra luôn nè. Ôi nhìn cái bánh bột lạc nhìn đã chưa. Hấp dẫn quá. Cái khay phía trên đây là ba cái cái ngăn phía trên là ba cái khay bánh bèo. Bánh bèo đây là bánh bèo vuông nhỏ, người ta bán ái chứ không phải là bánh bèo chén. Còn có ái rồi, bây giờ mới dọn bàn dọn ghế ra. Cái này thì ăn bữa nhân đậu xanh, hành phi, ruốc và muối đậu, có nơi gọi là muối mè nhưng mà đây là muối đậu mới đúng. Ở trước cái xe thì để bánh bèo, bánh lạc, bánh đúc ít cần nhưng mà hình như là có ba loại thôi. Bánh ít cần hình như bữa nay không có. Này đây là đứng trước xe. Đây trên đường Quang Trung ha. Đường Quang Trung đổ. Trời ơi mới buổi sáng nhìn thấy điền quá mà. Đây là đường Quang Trung buổi sáng này, bên kia là Mercedes nè, Mercedes Benz đó. Ở đây là nó có một cái ba club này, một cái ba mà bỏ rồi cho nên đứng bày bán. Đây cái dụng cụ này. Mình bây giờ mới chắc bánh vô nữa nè. Đây bán cả ngày xong để cái hành phi đồ nhiều ghê luôn á. Đây cái xe bánh nè, xe bánh nhìn hấp dẫn ghê á. Cái cách người ta trưng bánh nó nhiều thôi nữa, trang trí cái khay bánh á nhìn hấp dẫn. Giờ chị gái này bây giờ mới bắt đầu làm nè. Ủa em thấy để ngoài có bánh yết trần mà bữa nay không có hả? Giờ là chị có ba loại đây thôi chứ không có bánh yết trần. Bánh đúc nhìn ngon quá hả? Trời. Hôm nay một dĩa đầy đủ là bao nhiêu em? 30. Dạ. Này em bán cả ngày luôn hay sao? Đây là mấy giờ là bắt đầu dọn ra? Vậy hả? Từ 6 giờ sáng bán miết tới 6 giờ chiều luôn. Thứ bảy chủ nhật có bán nè. Ngày rằm thì nghỉ, còn thứ bảy chủ nhật thì các bạn bán. Rằm mùng 1 nghỉ hả? 15, 16 rồi 30 mùng 1. Dạ là một tháng nghỉ 4 ngày. Đây một phần là 30.000 nha mọi người. Bây giờ mới chắc bánh lên luôn cho nên là nó còn y nguyên là ở phía trên được mấy cái hộp để mà bán để mang đi. Đây là cái dầu hành. Phía trên cái bánh bột lạc thì đang được rắc một lớp ngò, ngò thơm. Đây cái này là cái nấm tay mèo nè, rồi có hành, có thịt. Có cái củ gì mà đỏ đỏ hình như củ cà rốt hả? Ở đây cũng rắc một lớp hành, dầu hành để cho nó thơm bánh. Đây cái xe bánh đây nhìn
tổng thể xe bánh đấy mọi người, nhìn ra thấy cũng sạch sẽ, nói chung là cái cách chân bánh nhìn hấp dẫn, rồi cái xe nhìn mặc dù bán lâu rồi nhưng nó vẫn sạch sẽ, nhìn hay, những cái khay đồ, những cái bàn để bán từ rau tới hành phi tới nước mắm tới nơi này nè. Rồi đó là cái xe bánh bèo, bánh đúc, bánh bột lạc. Em thiên vị quá, nãy lọt cho anh hộp, bây giờ mới lọt cái gì á? Mấy em không ăn về. Giờ khách đứng mua nhiều rồi. Đó một dĩa đó mọi người. Giờ mới 7 giờ sáng rồi. Đây là một cái phần đây là gọi là cái phần 30 ngàn này mọi người. Hồi nãy chắc ở đây không có gì hết chứ, không biết sao, nhưng mà bán đây luôn, ăn ở đây mà làm trong cái hộp luôn. Thì bánh ở trên rắc một lớp hành này, có hành phi rồi dầu hành, hồi xưa là mỡ hành, bây giờ là dầu hành đó mọi người. Rồi còn cái thêm cái phần muối đậu rồi nhưng ra là cái nhân ái nè, nhân đậu xanh đó, không có gì, đây là cái ruốc, ruốc ra. Cái phần ra là phần đầy đủ, có giá là 30 ngàn, là có đầy đủ bánh đúc, bánh bột lọc và bánh bèo. Bánh bèo, những cái nguồn bánh này là nó có cái, nếu mà nổi tiếng là phải nói là tới cái ẩm thực Huế, nó xuất phát từ Huế, rất là nổi tiếng. Nhớ gì đây là một trong những cái món mà gọi là ẩm thực cung đình đó. Thôi mời cả nhà dùng nha, dùng bữa sáng rồi còn đi làm việc khác nữa. Ở đây 6 giờ là bán rồi, cho nên ai ăn sớm thì mình có thể ghé ra ăn được. Cái nước mắm ngọt.
ở có nhiều cái điểm bán bánh bèo ở Sài Gòn này thì người ta có bán thêm bánh bò bèo chén, con dao đổ tới đâu ăn tới đó, cái đó nó cũng hay. Bởi vì cái đó nó bánh bèo nó nắm á, ăn rất là ngon.